là dạ dạ con là Quách Hải Thọ, thì sáng nay ở tại Như Lâm nè. À Như Lâm, thiên hạ cùng gọi ngươi là Thiếu Nhi. Chẳng hay hứa sự chi cấp cần mà con lại đón đường ngăn bước ông gì? Dạ dạ, có việc gì cứ nói, đừng có sợ, ông không bắt tội đâu. Thiệt không? Con nói ra rồi ông không bắt tội phải không ông? Phải. Có chuyện gì con hãy nói cho ông nghe đi. Dạ mẹ của con bảo con á, mau chân đến nơi con đường tìm bao đại nhân và hỏi ngay với gia đồ khắp đường xa lòng đồ. Chị Hải Thọ. Dạ để đòi ông đến cho mẹ con dạy việc. À, nghe qua thích chưa, cầm lại hồn kinh. Ông ơi, đó là lời của mẹ con đó, ông ơi. Hải Thọ. Dạ. Hải Thọ. Dạ. Như ta đi chức Long Đồ đòi hỏi không sợ gia hình tàu quý trọng. Dạ con có nói ông thọ chức đương triều quan lớn, chốn công môn ai cũng kiên quay. Rồi mẹ ngươi nói sao? Dạ mẹ con bảo rằng bà biết còn hơn con. Tai nghe qua tỏ đường đục trong chuyện cái chuyện tàn lòng nôn. Người kia bao lần đàn ta cùng theo lối
mạo thâu nhập rõ thần chung thuy. Thank you.
Thương tàn câu cứu